Wow, sầu riêng. Eo ơi, tối hôm vào viện em thèm dã man ấy. Ôi, gửi cái mùi lại thấy phê rồi. Chồng ơi. Chồng. Chồng. Mặt anh làm sao mà sưng vù lên đấy? Hả? Lúc nãy vừa gặp tay sếp em ở dưới sảnh, vui thế nào được? Hắn đến thăm em à? Anh bị hoang tưởng à? Anh ta đến đây để chăm bố bị ốm đấy. Nay em cả cái Minh đi dạo ở dưới sảnh, tình cờ mới biết việc đấy. Thế mà không nói luôn từ đầu, ra cái vẻ hãm. Có phải phòng này vừa gọi sửa tủ lạnh không nhỉ? Không ạ. Nhà cháu có hỏng hóc gì đâu mà gọi ạ. Không, nhà này thì nhà ai? Hai ông làm cái gì đó? Cứu tôi. Ông bố. Mày tôi đứng bẻ cổ mày không? Thằng Cường đâu? Cường nào ạ? Thằng Cường, bố mẹ mày. Chú ấy không ở đây. Đây là nhà cháu mà. Chị Giang đã có gia đình rồi. Tôi là em anh Vũ. Nếu như tôi quan tâm chị Giang thì sẽ không tiện. Thực sự tôi rất quý mến chị ấy, và gia đình tôi đợi chị ấy rất nhiều. Tôi luôn mong chị ấy sẽ gặp bình an và có được hạnh phúc sau tất cả những điều tồi tệ mà gia đình tôi đã gây ra cho chị ấy. Tôi mong rằng chị sẽ luôn bên cạnh chị ấy, chăm sóc và bảo vệ chị Giang. Cảm ơn chị. Này, có vẻ cậu cũng biết điều ấy nhở. Không đến nỗi như người nhà của cậu. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không giống nhau cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, trong một con người cũng có thể có nhiều mặt, giống như chị. Làm người thì không được đứng đắn cho lắm, nhưng mà làm bạn thì được.